Sẽ đi ăn món gì? Món gì cũng được mà anh. Ăn món Hàn ha. Sợ khó tiêu quá à. Vậy thì mình ăn món Thái đi. Ủa, không được, cài muốn chết luôn. Bây giờ em muốn ăn món gì? Món gì cũng được. Món gì cũng được mà đưa ra quá chừng món, không có món này em chọn hết trơn. Giao dịch với người ta phải có một cái tài khoản. Anh nhớ anh đặt là dạ, Hùng dạ. Cũng không được hả? Không phải Hùng dạ mà là Hùng với ai đó khác có không? Làm sao? Thì bà nào khác đó chứ không phải là Hùng dạ này. Em bữa nay em giỡn mà hơi quá rồi nha. Hơi quá rồi nha. Chào. Dạ. Sẽ đi ăn món gì? Ừ thì món gì cũng được mà anh. Ăn món Hàn ha. Món Hàn hả? Ừ. Trời ơi, thôi thịt nướng đồ này kia ăn sợ khó tiêu quá à. Lớn tuổi rồi không ăn món Hàn phải không? Ủa vậy thì mình ăn món Thái đi. Món Thái hả? Ừ Thái. Cày lắm rồi nha. Ủa không được, cày muốn chết luôn. Thái không chịu, Hàn không chịu. Ủa vậy thì ăn sushi. Sushi hả? Cá sống mà hai chồng mình nó cẩn thận. Mình ăn có tiêu hay không trời. Bây giờ em muốn ăn món gì? Món gì cũng được. Món gì cũng được mà đưa ra quá chừng món, không có món này em chọn hết trơn. À, thôi thôi thôi, em thấy hay là mình đi ăn chay đi. Ăn chay cho nó lành. Ăn chay? Sao hồi nãy em không nói luôn đi. Bàn tính đủ thiếu món hết rồi cuối cùng em lại ăn chay. Trời ơi, thì tại vì anh hỏi tới hỏi lui đủ chuyện hết. Giờ đi nha. Chìa khóa đâu ta? Chìa khóa xe hả? Chìa khóa đâu? Anh là người cuối cùng đi xe đó nha. Mọi lần anh hay để đây mà đâu à? Ừ thì anh để, anh coi anh để đâu. Thôi, chờ chút, chờ chút. Hả? Ủa, đâu rồi ta? Vậy? Có không? Chìa khóa thường anh hay để đây mà. Ủa? Ủa chìa khóa xe đâu? À, anh nhớ rồi. À, chìa khóa thì hồi trưa thì anh có đi. Anh có đi xe xong xuôi rồi anh về nhà anh ở luôn, anh đâu có đi xuống trở lại đâu. Rồi cái, em là cái người hồi chiều em lấy xe em đi gội đầu nhớ không? Không, không, không phải. Anh nè, em còn nhớ là anh lấy chìa khóa anh đi mua mấy chai thuốc tiêu hóa. Rồi em còn nói, anh nhớ mua sữa đi để không thôi hết sữa rồi. Đó, em dặn anh á là mua mấy hộp sữa. Thì anh có đi mua sữa. Trời đất ơi, thiếu sữa. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Điều nãy đi mua sữa, xong về cất sữa rồi cất luôn cái chìa khóa xe, có gì đâu. Vậy là tối nay hai vợ chồng là phải uống sữa đi cho cái trí nhớ mình nó tốt nha. Chứ không thôi cái kiểu này là trời ơi tôi chết rồi, để mà quên tùm lum á. Thôi đi. Thôi đi, để em cầm chìa khóa đi. Chắc ăn phải không? Đúng rồi, em giữ đi chứ anh giữ nhiều khi tâm nơi tâm đất. Mà em cũng phải kỹ càng nha, mất là không được đó nha. Trời ơi, tôi biết rồi nha. Hai cái nón bảo hiểm màu xanh giống nhau, vui quá. Rồi hả, đậu lên cái đi, đưa chìa khóa đi. Ủa chìa khóa đâu? Ông giữ mà. Ủa gì vậy? Em giữ hồi nào? Em giữ. Không, anh giữ, anh giữ cho em, đâu có giữ chìa khóa đâu. Em nói làm sao, anh đâu có giữ đâu, em kiếm lại coi. Em giữ. Dạ, để nghe đây nè. Trời ơi, em ghim trong đây rồi, rủi có người gian, người ta lấy, người ta bật cái, người ta lấy xe đi luôn. Mất cả chì lẫn chài luôn đó. Rồi em biết rồi, em biết rồi, giờ em sẽ kỹ lưỡng nè. Em biết thì rồi mà. Rồi anh biết, anh kỹ đi, anh kỹ bây giờ nè. Kỹ càng lớn chút xíu. Chìa khóa đâu? Em mới làm gì vậy? Cất cất chìa khóa với lại cái điện thoại cho nó kỹ lưỡng cái gì đâu. Ủa, cất chìa khóa rồi lát lấy chìa khóa đâu mà ghim rồi chạy. Ủa nãy anh biết, anh biết em cất chìa khóa. Dạ, dạ ơi, sao lúc này em tâm lơ tâm đất gì vậy? Ủa, vậy chứ không thấy. Em có thể bỏ cái điện thoại vô trong đây được. Còn cái chìa khóa em phải lấy ra em ghim trong đây chứ. Bây giờ cái chìa khóa đâu để mà bật vô đây mà lấy xe chạy. Không lẽ giờ anh thọt tay vô đây, anh bẻ lái anh vừa bẻ thọt tay đây vừa chạy. Ở đây làm gì mà có cái cửa hàng, có thợ ta tới bất tử đây để mà ta làm. Điện thoại, hồi nãy em bỏ điện thoại vô đây luôn rồi. Thì anh thấy em bỏ luôn vô rồi. Trời đất ơi, giờ này ở đây làm gì mà có thợ tới. Giờ sao? Cô. Dạ sao ạ? Dạ chào cô. Dạ. Xin lỗi cô nha. Cô có thể giúp tôi được không? À, tôi bỏ quên cái chìa khóa trong cái cốp xe mà vừa tôi nhấn cốp xuống rồi. Bây giờ không có thể nào mà mở cái cốp xe để lấy đồ trong cái xe ra được. À, cô có thể cho tôi mượn cái điện thoại, tôi gọi thợ tới để mà giúp đỡ tôi lấy đồ trong cốp xe ra. À dạ được. Chờ mấy cái trường hợp thì con bị hoài à. Nên con có luôn thẳng số điện thoại của chú sửa khóa trong đây nè. Cảm ơn cô. Dạ để con gọi cho chú nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ không có gì ạ.
Ai... Đây. Đưa chìa khóa em cất. Ăn trưa đó nha. Bây giờ thành ăn tối. Đúng rồi, giờ này mới về tới nhà. Má cỡ thở mập. Đây nè, bây giờ em về là em cứ cất cái chìa khóa ngay cái phía sau này nè. Mai mốt á, mình gắn đồ vô trong cái gì cái bé nó nói đó. Gắn đồ trong trong cái chìa khóa này cái là có mất là mình định vị, mình biết là nó nằm ở đâu liền. Cần gì mai mốt về làm liền nè. Nên cái trang này thì mình sẽ coi người ta. À, đi mua mấy cái đồ gắn chìa khóa đó hả? Đúng rồi. Ây da. Ê. Tìm được không? Hả? Ta? Hả? Mật khẩu này nó là gì mà sao? Là sao mật khẩu là sao? Mật khẩu của cái email á. Bây giờ người ta xài Zalo với Viber chứ cái gì mà còn email nữa anh? Cái Zalo với lại cái Viber là cái chuyện mình nói chuyện điện thoại thôi. Còn cái này là sao biết không, mình mua đồ trên những cái trang mà thương mại điện tử đó thì người ta muốn mình là giao dịch với người ta phải có một cái tài khoản. Mà cái tài khoản đó mình sử dụng á là phải tạo từ cái email của đúng mình. Rồi, đúng rồi, từ cái email của mình, hiểu không? Cho nên anh muốn vô cái email của mình, của anh mà vô nãy giờ không được. Ủa mật khẩu anh nhớ lại gì không? Anh nhớ anh đặt là dạ, hùng dạ. Hùng dạ nè, anh đánh nè, hùng dạ nè. Rồi có số gì phía sau không anh? Số 1. Hùng dạ 1. Anh coi có khi nào là cái chữ H với chữ D là anh viết hoa không? Đây anh cũng làm thử nè. Cũng không được hả? Hay là anh viết qua hết tất cả hùng dạ 1 luôn? Cũng không được luôn. Anh, hay là bây giờ anh thử từ hùng dạ từ số 1 tới số 11 luôn đi. Hùng dạ từ số 1 tới 11. Làm thời gian kéo dài ra cái bên kia người ta nói chắc mình sao mới khóa máy luôn, khóa luôn cái email không được đâu. Có khi nào là không phải hùng dạ mà là hùng với ai đó khác có không? Làm sao? Ý em nói là sao? Thì bà nào khác đó chứ không phải là hùng dạ này. Em nói em giỡn mà hơi quá rồi nha. Thôi bây giờ vậy nè, trong thời gian chờ đợi là vô không được rồi. Chắc chắn là bên đó họ sẽ gửi cho anh một cái thông tin qua mail dự phòng. Mail dự phòng là mail của ai? Mail của em á. Anh ơi, lâu lắm rồi em không có xài email. Người ta sẽ hỏi mật khẩu lần sau em nhớ nổi. Em không nhớ. Em không xài email nữa hả? Ừ. Trời ơi. Bây giờ là phải trả lời câu hỏi đây. Chị mở mèo dự phòng máy em. Rồi, không biết. Đây. Rồi. Ôi trời. Câu hỏi đầu là gì vậy? Câu hỏi đầu nè. Môn thể thao yêu thích của bạn. Dễ ẹp. Em cũng thấy dễ ẹp cầu lông đó. Ừ. Cầu lông. Ê, khoan. Hả? Hả? Anh nhớ không phải là cầu lông. Cái gì vậy anh? À. Cầu lông mà. À, anh nhớ là aerobic. Ủa sao aerobic ta? Em mau quên quá người yêu ơi. Cả một nhóm của em là chơi aerobic em không nhớ à? Em nhớ rồi, lúc đó là đặt câu hỏi là em định ghi cầu lông á, nhưng mà nhớ lại là cái nhóm hay hoạt động hay này kia cái em ghi à đúng rồi. Sai là kêu em đánh vô đi. Rồi, để aerobic. Đúng rồi, để em đánh vô. Rồi, đến từ. Rồi, em. Trời ơi, anh này quá vậy. Trời ơi. Rồi, uống đi. Dạ, anh đọc câu hỏi thứ hai đi. Câu hỏi thứ hai. Cái này cũng đơn giản. Điểm du lịch yêu thích của bạn. Dễ à. Du lịch. Thích đi biển. Thì đúng rồi, thích đi biển. Biển. À, làm cho gà. Nha Trang. Xin lỗi người yêu. Chết rồi, xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em. Ủa, mà sao mình sai ta?
Thì mà sao mình thích đi biển, thích bãi biển thì bãi biển ở đâu có, Nha Trang có. Không phải, em nhớ là cái này nó có một cái sự kiện là lúc đó vợ chồng mình mới đi Nhật Bản về. Cái em qua Nhật Bản em thích quá, em thích quá cái em nói là thôi mình ước ao mình đi được đi Nhật Bản lần nữa. Cái lúc mà bấm vô làm cái email đó, đó xong cái em ghi chữ Nhật Bản. Vậy em đánh vô, em đánh vô đi. Trời đâu đánh được, đã bị sai rồi đâu đánh vô được nữa đâu. Chết rồi, giờ vậy là bây giờ tới câu thứ ba nè. Câu thứ ba, em đọc vào câu thứ ba, câu ba gỡ lại nha. Điểm hẹn đầu tiên của bạn với người bạn đời. Ôi dễ ạ. Cái này anh nhớ đây cũng là mấy chục năm rồi nha. Sao nhớ ta? Anh nhớ hồi xưa anh với em gặp nhau trong một cái trường hợp hết sức là đặc biệt. Bến mạng mình đó, nó có một cặp vé đi xem ca nhạc ở nhà hát Hòa Bình. Bữa đó nó bận, nó không đi xem được. Thế nó tặng anh một vé. Rồi bà xã của nó tặng bạn của bà xã một vé. Bạn của bà xã nó lại là em. Em với anh, hai người không quen biết, vô ngồi kế bên nhau xem một chương trình ca nhạc ở nhà hát Hòa Bình. Đúng không? Vậy là mình sẽ ghi là nhà hát Hòa Bình. Nhà hát Hòa Bình. Thấy chưa? Nhờ uống cái này mà nó kích thích nha. Mình nhớ ra mình trả lời nó đúng. Nhưng mà nói gì nói, mình cũng tiếc. Ba câu mà mình làm sai một câu của mình.